cổng nhà anh hai, cái đường cổng nhà của anh Hai Hương ở thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Hôm nay là anh Giang với Bích Trái về thăm anh hai, anh đau nặng. Đây là đường đi ra. Đây là vườn đấy. Còn đây là nhà của anh hai này. Đó. Xung quanh đều có vườn tược hết. Rất là rộng rãi. Không khí thôn quê này là mát mẻ, thanh bình lắm. Tĩnh lặng, yên tĩnh lắm. Hôm nay là hôm qua mưa tầm tã nhưng hôm nay là sáng giờ là tạnh. Thời tiết không khí rất là mát mẻ. Đấy. Hướng này hướng Đông Nam này. Hướng Đông Nam này đây nhà thờ tộc Nguyễn này. Ở của nhà mình này, nhà thờ tộc Nguyễn của nhà mình này. Đây là cái bên hông. Đó. Bây giờ đây đi ra phía trước là đồng đồng lúa, và xa xa đây đường chim bay ra đấy khoảng vài trăm mét đấy là đường quốc lộ 1A. Đó. Xuống dốc nhà đá là tới quê. Đấy, bây giờ hôm qua mấy hôm mưa là đồng lúa ngập nước, nước mênh mông. Đường này đi đi vào là phía trong của nhà người ta. Đây là đi ra. Đó, đi ra cái này. Này cái bề mặt tiền bề ngang đây bao nhiêu mét hả anh? Không đo chính xác à, đấy thì lấy cái thước trên xe có đo Cứ cái thước. cứ biết mỗi một cái ô này bao nhiêu mét là nhân lên là biết ra liền Một cái ô này chắc cũng là đây có 2 mét. Một à, ô này 2 mét. 2, 4, 6, 8, 10, mười mấy mét đấy. 10. Cỡ 15 mét đấy. Hơn. Cổng này. Bên này là 6 này. 10 này, 10 này, 15 mét đấy. Cả cổng nữa 15 mét. 18 mét Làm gì tới? đấy. Đi có cái thước thì anh gọi là biết. Ừ, khoảng 15. Trên dưới 15 mét. Cổng của nhà thờ. Hôm qua anh có tra luyên chưa? Tra vô cái bánh xe luôn. Bây giờ là camera đây. À, dưới tra luôn đi. Tra vô bánh xe trong vòng cỡ 15 phút là nó nhả ra là nó thoải mái liền. Quay mà có cái đống củi dừa này thì mất cả đẹp. Mà chị và tranh thủ và trồng thêm mấy cái cây ngô thôi cũng được, nhưng mà để đống củi này thì nghe không phải xí nào, mà thôi ít nữa khô rồi chị cũng đem đi thôi. À, nó cũng không có to uy khang trang như nhà người ta, nhưng mà dù sao cũng có được cái nơi chốn đi về của các vong linh tiền bối của họ Nguyễn ở thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định. Rồi con cháu về cũng nơi có nơi thắp hương ấm cúng sum họp thờ tộc, thờ dỗ hiệp hàng năm để mà sum vầy với nhau. Đây là cây me này, hôm qua anh Giang anh chặt bớt đi rồi đỡ đỡ đi nhà, nhưng mà cũng sắp tới nữa anh cũng phát tiếp đi một ít chứ. Ôi, sum xuê quá. Giờ cái cổng sắt này nó mưa cái nó bị rỉ, cái là nó bây giờ phải tra luyên vô cho nó nhả cái rỉ ra để mà đẩy cho nó thông thường. Cái rồi cái ổ khóa cũng thế, nó rỉ khóa cứng lắm. Cô đi đâu hả cô? Chào cô. À. Dạ, Là ai? Đây là con của dạ. ba không? Dạ con của ông Dư. Dạ. Chứ về Cô chưa? dạ con về chiều hôm qua. Đấy. Hình như cô là bên chỗ nhà bà. Đi là Dạ. vợ cháu thầy. À, vợ cháu Thành hả? À. Là mình Con gọi hôm ông cái giống gì? bên chỗ bên nhà nhà bà Trinh, con à, Ở em dưới. giờ tôi nhớ rồi, ở dưới. Rất À, vợ cháu là Thành. cùng làng Là xóm vai chứ là không có. vai bây giờ gọi mình là chú. À, rất hả? Đấy. Ông cũng lớn tuổi, ông bà cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà À, gọi anh em mình là cô là chú cô lớn đấy, chú. À, đó bà lớn hả? đấy. À,
phía 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 của ông Thành thì cũng bà con đấy. Phía dưới là hầu là cũng bà con phía ừ. bên chỗ bà Trinh đây đây là, tôi nhớ rồi cứ là chị của em của chị bà Thục là vợ trước của đây, đúng rồi đây, tôi nhớ ngay là phía phía bên hai bên đó. Bên bà mà ông Sáu Thẳng là con Ba Phố, Sáu Thẳng với là Chín Phụng, à. Con Ba Phố, à. Và Ba Phố là hội là mình gọi bằng anh, à. Ông lớn tuổi nhưng mà cái vai mình gọi ông bằng anh, mình nhỏ mà. Thế bây giờ là ông của bà nó còn không? Mất lâu rồi, à. Ông Ba Phố mất lâu rồi. Dạ mới hôm qua anh. Dạ. Về em tê. Dạ về nhà chú Hai Thác anh chị còn đỡ từ lúc đi đấy giờ. Về hôm sáng thứ hai, trưa thứ hai á. Dạ. Nay thứ tư rồi. Chiều thứ hai á, dạ. Là chiều trưa nay về lại Đà Nẵng. Là chú là tên gì? Tên Giang. Giang. Con đầu của ông. Hầu ở đây là Sơn. Sơn hồi nhỏ. Đấy, Sơn hồi nhỏ nó ở đây nó trân châu nó học. Ở dưới bị. Dạ, đấy. Thế thì vậy giờ mấy anh em cũng có chung rồi cũng ở ngoài đó tặng tặng hết rồi ít hôm nữa là cũng hai tuần nữa tôi về quay lại bây giờ thăm anh hai hai yếu ông nghe nó đi ông đi bệnh viện về giờ, ông yếu lắm đêm hôm bà nó nói rồi thế là lâu nay rồi anh khỏe không nó chồng đi. Vâng. À, cũng thế chứ ông cũng đeo bụng ra. Thì đau thì cái tuổi già thì bây giờ ai cũng đau ốm rồi. Tức là mệt mỏi rồi. Chồng của bà là con của ông Ba Phố hả? Ừ. À ông Ba Phố mà. Rất là ông vẫn còn đó. Còn. Ông bảy mấy rồi chưa? Này bị 4. À 74. Nhưng mà còn đi lại mình vẫn không bà? Được chứ. À. Máu rồi hôm là thằng nên xấu rồi. Chỗ nhà có thừa nhìn qua đấy. À. Ngán được ruột nữa. À ngán được. Chỗ trong nhưng mà nèm cái vô trong một định mua. Con cái lâu nay rồi nó làm ăn rồi có đứa nào đi xa hay ở đây? Đi ở Bình Dương cành từ ngõ đi. Nó làm gì trong đấy? Nó học đại học ra trường rồi nó trong rồi nó có vợ con. À vợ con nó làm cái gì? Vợ nó ở không? Quá mà cũng học đại học rồi. Làm ăn có khá không? Có được. Có hỗ trợ về cho ông có bà giờ, chút xíu tuổi già chứ có cho nó cứ nó gói về luôn nha bữa tốt rồi đeo cũng được. Gói về cho 5 triệu rồi cứ 2 triệu nó gói về hôm qua rồi nữa thì cũng có cái nguồn hỗ trợ chứ không mà hỗ trợ ăn uống chứ không ở quê làm chi già rồi làm được đâu con cái mà không hỗ trợ thì chết chịu cái nhà làm gì rồi còn con gái có chồng cũng có con đi học cũng 4 rồi mà mình ở nhà mình đứa gái hả đứa có đứa bên trai nào không con thằng ở nhà nậu đó đâu nè bên nhà bị bông đấy à bên nhà bị bông đấy rồi nó được 2 thằng con thằng này học theo còn thằng này rồi, nó ở giáo. Đây thì con nó cũng làm nó đi giáo rồi nó đi may cũng vợ đi may còn thằng đấy hầu nó cũng làm mà giờ tự phòng bệnh dịch này giờ nó đi bán hàng à cũng tạm tạm ổn vậy thôi giờ cũng à. Năm nay bà là bao nhiêu tuổi rồi? Chị năm nay 73. 73. À, anh 74. À. Lớn thôi thì cứ cho là tôi gọi về là anh chị cho nó dễ, dễ sư khô. Còn vai vế trong tộc thì cái chuyện đó nó. Dạ. Ở giờ cứ theo phía ông đấy. À. Như như tôi giờ là tôi giờ xin chéo rồi. Đấy. Tôi là em của đấy. Cô bà vợ trước của anh. À. À. Là... em ruột đó hả chị? À. Thì gọi em ruột của bà Trinh. Bà Thục. Bà Thục ấy. Bà Thục mà... giờ trước của bà. Tên là Trinh chứ. Thục rồi. Đều chết. À. Đều chết rồi. Em của bà Thục. Dạ, dạ. Bà Thục là vợ trước của ba mình. Đấy cho nên là nếu bọn sau ba mình đi tập kết ra Bắc thì xưng hô khác. Và con đứa con nữa mà ở nhà cái hai vợ hai mẹ con vì chiến tranh thì chết mất cái sau này là ba mới lấy mẹ mình ở Thanh Hóa và đúng rồi nhớ đó tôi nhìn mặt cũng nhớ mà lâu quá rồi về thời gian nó ngắn rồi cũng không có tới nhà chơi rồi chào hỏi nhau. Sơn đấy, vậy hay vô Sơn hồi nhỏ nhiều người nhớ bởi nữa nó ở Trân Châu rồi nó học hành ở đây. Con gái tên gì? Đây là cô em gái của tôi đấy là cô Hải. Dạ. Cô Hải. Rồi lúc khác cũng biết đúng rồi. Cũng hay vô lại cũng, dạ. Cô thừa thời gian. Hồi ra mới giải phóng xong là
À, tôi với lại ba là hai cha con rồi về này về đây. Gọi là thăm ảnh khoảng chừng 1-2 tuần như tôi về tôi vào thăm sau. Ngày trưa nay tôi về về Đà Nẵng lại rồi. Mấy hôm nay nó mưa nên là cũng không có đi đâu được sáng nay này. Đấy, cái khuôn viên này, cái chỗ này mà ít nữa, cái rồi ít bữa nữa là anh Giang anh vào, cái rồi anh đổ cao lên để cho nó khỏi bị đọng nước. Hôm qua mưa là nó đọng nước, cái chỗ thấp thấp này là đang còn hơi ướt ướt này, đọng nước này chỗ này này. Đó. Sau làm bếp cái chỗ phía giữa, phía sát hàng rào phía giữa của đoạn sau này làm cái bếp rồi đào cái giếng. Đó. Còn cái hôm qua anh Giang anh ấy cắt một mớ cái lá me nó ấy xung quanh với lại lá trúc ấy, cho nó bớt nó ôm tùm này này. Còn phía bên này là nó còn ngoài cái sân ra thì nó còn một khoảng trống. Nó còn khoảng trống đằng sau này khoảng 2 mét. Thì phía bên kia của nhà văn hóa người ta cũng làm cái toilet bên nữa, thì sắp tới cũng bên này cũng làm bếp thì đồng thời làm cái toilet sát ra ngoài cái góc nữa. Rời khỏi cái nền của nhà thờ này một chút. Cái để có cái chỗ thuận tiện cho mỗi lần dỗ quải ở nhà thờ. Nên cho nên cũng cần một số kinh phí, chắc là làm để cho nó hòm hèm thì cũng chắc phải 50 trở lên, 50 triệu trở lên, để kêu gọi cái sự đóng góp của tất cả mọi người trong dòng tộc, của ít lòng nhiều, người có của, người có công, để mà làm cho cái nơi gặp mặt mỗi năm được khang trang sạch sẽ. Đó. Bây giờ là anh Giang anh cửa nhà nó dỉ xét, anh cha dầu con này cho nó. Đúng rồi, đúng rồi. Ở đó đẻ để mà. Con cái nó khác, còn bây giờ đẻ cái. Đây của chồng nó vòng tay. Con trai thì thành học cái trường làm ở Bình Dương thì nó bây giờ thành quá. Vợ nó cũng học với nó đấy. Thế à? Vợ ngoài Thanh Hóa à? Cũng ra trường làm đấy. À. Nó cũng làm kém đó. Đấy, cái mặt tiền nhà thờ. Nói chung thì cái mặt tiền này cái hướng khá là tốt. Hướng đông nam. Rồi chích tay một chút. Xung quanh là có cái khoảng trống. Ba cái này là cũng 2 mặt tiền này. Đó. Có tiền mà xây dựng cái chỗ này nên khang trang thì tuyệt đẹp. Kỳ về thăm quê lần này là cái chính là thăm anh hai Hương, con trai đầu của bác Bốn. Anh bị ca thực quản mà di căn xuống dạ dày, cắt hết dạ dày, bây giờ không thể ăn uống được gì, chỉ có truyền thôi. Kết hợp là đi vào, hai anh em vào nhà thờ mở cửa quét tước và thắp hương dọn dẹp xung quanh sơ sơ, là ít nữa là có thời gian anh Giang anh làm tiếp. Đó là cái đây cũng là cái nơi trốn đi về của anh em nhà mình ngoài Đà Nẵng để nhớ đến quê hương, quê cha đất tổ. Rất là đợt kỳ này về quê hương rất là xúc động. Càng có tuổi chúng ta càng hướng về nơi quê hương của cha ông chúng ta. Đấy. Hẹn một dịp khác lại tiếp tục về lại quê hương thăm hết anh em bà con và hiểu sâu và nhớ nhiều gương mặt thân quen của trong nội tộc. Anh em, bà con, cô bác, cháu chắt.
Thế đấy, hẹn một dịp là tới.